Vâng, em Long xin chào tất cả các sếp cùng tất cả các anh chị em, các bộ công nhân viên của công ty Phồn Thịnh khắp mọi miền đất nước. Đây là khuôn viên buổi tối gala dinner của chi nhánh Phồn Thịnh Tây Quang Đà Nẵng tại khu du lịch Vườn Bạch Mã Huế. Đây, khu gala dinner buổi tối sẽ được bố trí bên cạnh bờ suối. Đây, bên cạnh bờ suối rất là đẹp, rất là hành tráng, rất đẹp. Đấy, rất là đẹp. Đấy, đấy, không gian, không gian. Xung quanh là đồi núi. Đây là khu nghỉ ngơi ngoài trời. Tất cả mỗi gia đình cán bộ công nhân viên được cấp một cái lều hoặc hai cái lều để nghỉ ngơi và sinh hoạt nơi rừng núi. Còn xa. Đấy.